xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Luwu Live Vlog. Welcome back to my channel. Và hôm nay quả là một ngày rất là Luwu, rất là bận rộn đối với mình ha. Thì go outside on day after come back home and go to yoga practice 1 hour after come back home. And now I have dinner. Yeah, look great. With rice, chicken, and bean. But I don't know what's name. This bean. Yeah. Thì thời tiết rất là lạnh các bạn. The weather very cold. Today. So, but I very love the weather cold, but not too cold. So only cool, so that's good more. Because I don't like when the weather very hot, because will make me very tired, you know, because feel not comfortable. Very hungry. So, I happy more when the weather like that, but when the weather cold, so skin dry, yeah, so not good, my face, skin, so, yeah, but anyway, I love this the weather. So this time in Vietnam, so this season like near New Year here. So Christmas and this season, so the good, very good weather in the year, you know, so I very very happy when enjoy this weather now. And so this winter season, right? And near spring season. Yeah, I love spring season too, because many flowers, you know, so and the trees so become red with the red leaf, so right. Very hungry today. I think the weather cold and move many and I'm not eat too much today, so now very hungry, and now only eat and talk with you on So how your day? Yeah, because I come back late and my family, so everyone finished dinner and I have one come in my room because outside this time now, because this time for at night, and if I go outside, so very cold, you know. Winding, so very cold. So good morning, I come in my room and have dinner and talk with you. So I think good. Not soup today, only like that, but feel right, you know, but I feel okay. Yeah, so chicken
Very delicious. And I think because I sleep and not enough for last night, so make me feel tired today. And maybe tonight I sleep early, so I think good more. How you feel today? With you guys? Very delicious. Thấy khi mà đi tập yoga mà chưa có ăn á, xong rồi suy nghĩ không biết là mình có thể mình tập nổi không, tại vì các bạn biết là tập yoga rất là mệt luôn á, tập rất là mệt luôn, đổ mồ hôi rồi luôn. Dù thời tiết này rất là lạnh nhưng mà tập vẫn đổ mồ hôi các bạn. Ngày hôm qua thì mình tập như vậy là cái bài tập nó nhẹ đó thì nó không có đổ mồ hôi luôn. Tập xong xong mà hỏi cô kế bên, ủa sao bữa nay mình tập không có bị đổ mồ hôi ta, sao mà cô nói à bữa nay thời tiết lạnh á, xong rồi à không có đổ mồ hôi, nhưng mà với lại cái bài tập nó nhẹ nữa, nó không có đến nỗi mà mệt á, sao không có đổ mồ hôi. Cái đầu bữa nay đi tập buổi chiều nữa, mà tập yoga cái bài rất là khó, y như là cho những cái người người ta tập lâu rồi đó đó, xong rồi động tác rất là khó rồi hả, ơi tập rất là mệt. Mình chỉ tập như là không có hết sức đâu nha, tại vì đói bụng nữa mà tập cái khoảng không có đúng theo động tác của thầy, cái khoảng 40% cái năng lượng cái sức để vô bài tập đó, nhưng mà hai nó cũng đổ mồ hôi luôn. Các bạn biết là yoga nó lợi hại tới cỡ nào đó. Very delicious chicken. Ok, và có lẽ là mình phải ăn hết với phần này trước, rồi có gì mình sẽ quay trở lại với những cái video khác nữa ha. Ok, see you later. Now I need finish my dinner first, and see you soon. Good night.